Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Kính thưa quý vị, Hoài Đạt Mơ cùng với khách mời đặc biệt ngày hôm nay của Khẩu Vị Ngôi Sao chính là diễn viên Vũ Ngọc Ánh. Xin đón chào quý vị và chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới, chúc cho tất cả các khán giả một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, vạn sự như ý và phát tài phát lộc. Yeah, rất tuyệt vời. Ngày hôm nay trong một tà áo màu đỏ và một bài hát cũng mang đầy sắc xuân. Ngày xuân, Long Phụng xin về. Cảm ơn Vũ Ngọc Ánh rất nhiều. Anh nhìn thấy em giống cái bao lì xì không anh? Nhìn anh em là cái đôi đó. Em là cái lì xì đó. Dạ không, em và anh là một bộ một đôi cặp luôn, một không? Cặp bao lì xì. Đầu năm thì mình phải hỏi thăm nhau những câu hỏi quen thuộc. Chừng nào lấy chồng? Mấy ngày nữa. Trời, mấy ngày nữa hả? Trời, dạ. Người ta nói ra duyên anh cưới em là có thiệt luôn. Dạ đó. Đúng luôn á, là cái bài hát mà ra duyên anh cưới em là dành cho em. Nhưng mà về làm dâu mình còn phải xét nhiều khía cạnh. Nhất phải là vấn đề nấu ăn, nấu nướng, ẩm thực. Thì khả năng nấu nướng của Ngọc Ánh như thế nào nè? Em nấu ăn dở lắm. Dạ, món gì em thích nhất nè? Em thích nhất là món cà ri tôm càng xanh. Trời ơi, nghe thấy thèm hà. Và ngày hôm nay Ngọc Ánh không phải đồng hành với Hoài Đá Bơi mà còn thực hiện nhiệm vụ của mình, cũng như là niềm vui trong ngày đầu năm với hai bạn khán giả hâm mộ Ngọc Ánh từ rất lâu rồi. Wow, yeah. Bất ngờ quá. Đêm trước giờ em cứ tưởng đến đây là anh Hoàng Đáp Bơ nấu cho em ăn không á chứ. Em tưởng anh nấu. Cả ngàn khán giả. Cả ngàn thí sinh. Chính xác. Trời ơi, vậy là cái hai bạn này phải nấu ăn giỏi lắm luôn nè. Đó. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, biết hay quá. Trước khi đến đây là em không hề ăn gì luôn. Em nhịn đó luôn để mà dành cái buổi này để nếm thử cái món ăn của các bạn. Nhưng đó cũng chính là một trong những áp lực dành cho Ngọc Ánh. Bởi vì hai bạn này đều có khả năng nấu nướng rất là ngon, nên đôi khi mình sẽ phân vân rất nhiều trong phần quyết định xem ai là người thắng cuộc. Chuẩn bị sẵn sàng nhé. Dạ, em đã sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là vòng đầu tiên để chúng ta khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao. Đó, đúng rồi. Đầu năm đầu tháng mình phải nhảy tưng bừng như vậy. Cả năm mới may mắn. Mà không chỉ nhảy nữa không, mà chúng ta sẽ còn thực hiện rất nhiều động tác thú vị và hấp dẫn bởi tay nghề nấu nướng của hai bạn fan hâm mộ ngay sau đây. Hai bạn fan của em á. Yeah, cách tưng từ hàng ngàn nghĩ thinh đó nha em. Trời, em hồi hộp quá. Chứ toàn quốc luôn nha em. Toàn thế giới luôn nha em. Cho em gặp hai bạn đó toàn đi. Toàn luôn nha em. Hơi lố rồi đó. Và đó chính là bạn Hoàng Nguyên và anh Tuấn. Xin mời. Yeah. Trời, dễ thương quá. Chào Nguyên, chào Tuấn. Không ai chào tôi hết. Chào mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới. Yeah. Ok, xin mời hai bạn qua bên kia. Đây chính là diễn viên Vũ Ngọc Ánh, là thần tượng của các bạn, là mục tiêu chúng ta ngày hôm nay để chinh phục tình cảm của cô ấy. Và ai có được phần quà may mắn này sẽ là cái lọc may mắn đầu năm dành cho người đó. Nào, giới thiệu đôi nét về mình đi nào. Hoàng Nguyên, hiện tại công việc của bạn là gì? Dạ, xin chào chị Ngọc Ánh, anh Hoàng Rapper và chương trình. Em tên là Hoàng Nguyên. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Về việc kế toán, về tài chính, về gì nè? Dạ, em làm bên xuất nhập khẩu ạ. Trời ơi, vậy là bận rộn với công việc lắm đúng không nào? Dạ. Có thời gian để nấu nướng không? Dạ, thỉnh thoảng vào cuối tuần thì em có hay dành thời gian nấu nướng cho gia đình và bạn bè. Đặc biệt ngày hôm nay khi biết chương trình có chị Ngọc Ánh tham gia, em đã đăng ký và dành món ăn đặc biệt cho chị. Sắc, bữa nay chủ nhật đúng ngày cuối tuần rồi. Chuẩn bị thi triển tài năng nha. Còn với chàng trai thì rất là điển trai, anh Tuấn thì sao nào? Dạ, hiện tại là em là sinh viên năm cuối của trường luật. Và hiện tại là em là diễn viên tự do. Giỏi vậy ta, rất là đa năng. Vừa là sinh viên đại học luật, là khả năng ăn nói rất là lưu loát. Đại học luật mà. Đúng rồi, ban giám khảo mà đưa cái gì đó mà lý lẽ mà không sai một cái là lẽ liền. Không dám mẹ thôi. Bên cạnh đó sinh viên là đầy đủ cái khả năng về nấu nướng. Tại vì sinh viên tự lập đúng không em? Chắc là mì gói, rồi trứng chiên, rồi rau luộc, rành lắm đúng không cưng? Mấy cái món đó là trong tầm tay. Trong tay? Rồi, trong tay. Trong lòng bàn tay. Vậy thí dụ nằm ở ngoài ngón tay là những cái món nào nữa nè? Sở trường món nào nữa nè? Ví dụ như là bên trong là có mì gói đúng không anh? Ừ. Thì mấy món kia trứng chiên nè. Xong rồi canh đại dương. Xong rồi cơm trắng. Xong rồi nước mắm pha tỏi ớt anh. Nhưng mà ngày hôm nay không phải là không gian sinh viên trong ký túc xá nữa, mà sẽ là một không gian hoàn toàn mới của Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá một thế giới ẩm thực đằng sau cái tủ lạnh này. Nào, mở ra đi. Nhiều quá. Không ngờ hôm nay ban tổ chức là chuẩn bị đầy đủ tất cả rất là nhiều nguyên vật liệu và đồ ăn. Ngọc Ánh ơi, em nhìn sơ qua là em thấy có rất nhiều món em thích đúng không nào? Có món quá trời món em thích luôn nè. Khỏi cần kể đâu ha. Rồi có món nào em ghét không? Có món nào em có, không thích không? Có cái món em không thích nè. Có hả? Nhiều không? Nhiều, cũng nhiều á. Là trên hai món đúng không nào? Rồi, thời gian để chúng ta tham khảo đã kết thúc, đóng tủ lại. Các bạn hãy ghi nhớ lại toàn bộ những hình ảnh vừa rồi. Có rất nhiều món ăn mà Ngọc Ánh rất là thích.
mà rất nhiều món ăn Ngọc Anh lại thấy không hợp khẩu vị. Chờ đón xem với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, giúp cho các bạn vượt qua được thử thách này để giành lấy quyền ưu tiên có được món nguyên vật liệu chính để phục vụ món ăn cho Ngọc Anh. Và bây giờ hãy sẵn sàng với gian bếp của chính mình, đầy đủ những tiện nghi và những dụng cụ hiện đại nhất. Xin mời hai bạn. Nào, xin mời anh. Món nguyên liệu chính ngày hôm nay sẽ có hai sự lựa chọn. Một là ốc len, hai là thịt bò. Ngọc Ánh khoan hãy tiết lộ bạn cảm thấy hợp và thích món ăn nào nhất. Người chơi sẽ phải cố gắng làm sao vượt qua được thử thách này, giành lấy quyền ưu tiên để chủ động chọn cho mình ốc len hoặc thịt bò. Và bây giờ sẽ là luật chơi rất đơn giản. Các bạn hãy bằng những cảm nhận, bằng tiếng tình cảm, những sự dự đoán của mình đoán xem Ngọc Ánh sẽ cảm thấy thích món ăn nào, hay những món gia vị nào, hay những món nguyên liệu nào. Mỗi lượt đi chỉ được lấy một món mà thôi, chỉ có 60 giây nên hãy tận dụng những khoảnh khắc. Và bây giờ Ngọc Ánh có thể tiết lộ cho mình xíu không? Em thích ăn những cái thứ ăn nào tốt cho sức khỏe và dưỡng da cho phụ nữ. À, đó là cái gợi ý của Ngọc Ánh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ chuẩn bị nha, sẵn sàng 60 giây bắt đầu. Hết giờ. Bên Tuấn được mấy món? Dạ, 4 món. Còn bên Hoàng Nguyên thì khi mà MC nói hết giờ thì món thịt ếch này mới được đem ra và vẫn chưa về đích kịp. Không hợp lệ, chúng tôi chỉ tính 4 món này thôi. Và bây giờ thì Ngọc Ánh, bạn hãy tiến gần đến phía khu vực của bạn anh Tuấn đi. Dạ, bên đây thì có xoài, có thơm, có mận và có quýt. Chà, món ăn gì mà toàn trái cây không vậy hả? Chắc là cốc tèo. Còn bên, thật ra thì bên Nguyên thì phong phú hơn. Có nước trái cây nè, có táo nè, có cà rốt và có sushi. Cơm cuộn đúng không nào? Đúng rồi. Thì bây giờ xét về bên phía anh Tuấn, Ngọc Ánh hãy cho tôi biết được rằng là số lượng món ăn hợp khẩu vị với bạn nhất là con số bao nhiêu? Em thích ăn xoài. Thơm và mận. Chỉ có 3 món bạn cảm thấy hợp khẩu vị và thường xuyên ăn nhất. Chúc mừng anh Tuấn với 3 món. Dạ, 3 là tốt rồi. 3 món tốt rồi. Liệu rằng bên đây có vượt qua được con số 3 hay không? Rồi, bây giờ cà rốt, cơm cuộn, táo và nước cam. Bạn Nguyên rất là hay, tại vì ở trong cái món bạn Nguyên chọn thì em thấy sự đa dạng. Nhưng mà nếu mà tính cái độ mà hợp khẩu vị á thì em thích táo, nước cam và sushi, em không thích cà rốt. Vẫn là ba. Nhưng mà thật sự là em muốn cộng cho bạn Nguyên, tại vì cái sự đa dạng của bạn Nguyên có sự sáng tạo. Còn Tuấn thì hơi đập khuôn một chút khi mà em nói là em thích cái gì đó mà tốt cho da, như trái cây, thì Tuấn chỉ chăm lựa chọn món trái cây thôi. Vì vậy lần này em muốn chấm cho bạn Nguyên được. Như vậy Hoàng Nguyên, bạn có được phần lợi thế là chủ động chọn món nguyên vật liệu chính để chế biến món ăn dành tặng cho Ngọc Ánh, đó chính là ốc len hay là thịt bò đây. Nào, đợi tôi một chút xíu. Đây, em cầm phụ anh. Dạ, cảm ơn Ngọc Ánh. Rồi. Rồi, anh đứng đó. Giờ người ấy và anh, em chọn ai? Em chọn chị Anh. Chị Anh dễ thương hơn. Bởi vì anh nói là đĩa món ăn mà. Thì dĩa của chị Anh cầm nè, em thích của chị Anh hơn. Dạ. Ốc len hả? Ủa, anh tưởng đâu thịt bò sẽ dễ chế biến hơn là ốc len chứ. Ốc len không, đúng rồi, anh con gái thường thích ốc len xào dừa đúng không? Dạ, đúng. Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Như vậy thì ngẫu nhiên là món thịt bò này sẽ thuộc về bạn anh Tuấn. Chúc mừng. Dạ. Anh Tuấn, thịt bò là một trong những món ăn rất quen thuộc và rất đa dạng, phong phú với rất nhiều công thức chế biến khác nhau. Hy vọng bạn sẽ tận dụng món thịt bò này để có thể chinh phục tình cảm của Ngọc Ánh. Dạ. Cả hai fan hâm mộ đã có những món nguyên vật liệu chính, nhưng còn những món phụ thì sao? Chúng ta hãy đến với phần tiếp theo, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Xin mời. Đấy, đúng rồi. À, đầu năm đầu tháng mình phải quẩy lên những tin mừng cả năm chứ. Bây giờ vòng thi được mang tên tiếp sức thực phẩm đã sẵn sàng, với bộ đề bài sẽ xuất hiện ở màn hình ở đằng sau lưng của Ngọc Ánh. Ngọc Ánh, bạn sẽ không thấy được đề bài. Người chơi sẽ ở vị trí bên đây, nhìn thấy đề bài, sau đó miêu tả bằng lời nói hành động của mình, và đặc biệt từ khóa mà các bạn đưa ra không được trùng khớp vào đáp án. Nếu như trùng khớp là sẽ bị phạm quy. Nhiều đáp án càng giống với màn hình thì chúng ta sẽ có rất nhiều món nguyên vật liệu phụ cần thiết để vượt qua được thử thách này. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu đầu tiên của bạn Hoàng Nguyên, là người đã giành lợi thế ở vòng đầu. 90 giây bắt đầu. À, cái này màu trắng giống như sữa mà ăn chè đậu xanh đậu đen rồi hay có. Ok. À, nghêu hấp cái gì?
cái dài dài nghêu hấp gì. Ok ok, cái này ăn hột vịt lộn hay ăn kèm với nó, không phải muối tiêu. Ok ok, hiểu hiểu hiểu. Màu đỏ cay. Ok. Hợp lý quá nha, giỏi quá. Hết giờ gợi ý rồi, bây giờ là chạy đi lấy nè. Ủa, em đi lấy hả? Lấy đi. Nhớ lại bốn món kia rồi, bốn món vừa rồi mà bạn Hoàng Nguyên đã gợi ý là món gì nào đó. Em lấy đi, em lấy đi, em lấy đi. Em không mẹ, yeah, em không mẹ. Em phụ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Không, không, không. Mình bạn nhanh lên, chỉ có bốn món thôi. Mỗi tay một món, mỗi tay một món. Nhanh lên nào. Ủa, bị... à thấy rồi. Năm, bốn, cố lên, cố lên. Chị nghe, nghe, cố lên chị. Một, hết giờ. Vừa tròn chỉnh 90 giây. Trời ơi, em nói thiệt là chương trình này gài chắc luôn nè. Để có ớt giả, em mém lấy ớt giả luôn á. Món này ăn được hả bạn? Thì tại vì lúc đó em nhìn nhanh quá, em không có nhìn thấy cái ớt mà cắt sắc nhỏ vậy không. Em nhìn nước qua một hồi, em chỉ thấy cái ớt này thôi. Cái gì? Một chữ cay, màu đỏ. Chơi luôn cái chùm lủng lẳng này chung này chưa nè. Em tưởng là chương trình tháng nay đi chợ không tìm được ớt. Cũng may cho nên Nguyên là, nha, Nguyên. Là... Nguyên mà là Ánh mà lỡ lấy cái này là Nguyên phải lấy món này để chế biến luôn nha Nguyên. Ủa sao chị Ánh ăn mà. Ờ đó, thấy chưa, thấy fan mình thương mình chưa. Trời ơi, chết rồi, gì kỳ vậy. Sao hết trơn, có thần tượng ăn hết trơn rồi. Và bây giờ hãy kiểm tra xem các bạn có ghi được những phần đáp án trùng khớp hay không. Cái gì mà ăn với là chè, đúng không? Nước cốt dừa. Nước cốt dừa, chính xác. Thứ hai là rau răm. Thứ ba là xả. Thứ tư là ớt. Thứ tư là ớt. Chúc mừng Hoàng Nguyên, bốn món hợp lệ. Được thì bốn món rồi đó. Em tự tin vượt qua được số 4 này không? Hay là sang bằng tỷ số nha? Rồi, xin mời bạn vào vị trí. Dạ, đập tay cái. Dạ, yeah, lấy hơn nào. Hãy sẵn sàng với 90 giây của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời anh Tuấn. Có lên. Có 3 chữ. Nó giống như là cái bắp cải vậy. Nó không có mấy cái mà lớp 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 okay. Này nè. Cái này có 2 chữ. Cái rau Rồi, phạm quy rồi. Tiếp nào. Mình đi ăn gà rán á. Mà mình dùng cái củ này mình hay chia nó lên. Ok. Cơm sườn á. Mà ăn với cả dưa leo. Với một cái quả đó mà màu đỏ đỏ. Thôi từ 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 từ, nó quả bự nha. Nhưng mà cái này là cái size bé. À ok. Con vịt thì nó đẻ ra cái gì đó. Thì cái con này là bạn của con vịt. Bạn của con vịt. Mà nó ở trên cạn. Hết trên giờ cạn. Rồi, hết giờ rồi. Ok ok. Hết giờ gợi ý rồi. Và bây giờ sẽ là 10 giây để Ngọc Ánh nhanh, thật nhanh lấy những món nguyên vật liệu vừa rồi anh Tuấn đã miêu tả. Nào, cố lên nào. Lướt. Sợ quá, sợ bạn con vịt quá. Bạn con vịt là cái con đó hả em. Anh còn biết được nhiều đứa bạn con vịt lắm nè. Thí dụ bồ câu cũng là bạn vịt nè ha. Con ngang nè, con ngỗng nè, con thiên nga nè. Thiên nga bạn vịt luôn hả anh? Ờ, thầy đó vịt hết thiên nga mà. Mình hãy kiểm tra kết quả. Ăn với gà rán. Thì em ăn gà rán với cái củ gì em? Em bị lộn. Em lộn sao vậy? Trong một phút em nhanh quá đó. Em ở nhà em hay cắt hành tây rồi em chiên giòn em ăn. Trời đất. Cho nên em suy nghĩ đến hành tây. Nhưng mà bây giờ khi mà sau khi nói lại em mới biết là khoai tây chứ không phải là hành tây. Đáng tiếc. Đáp án tiếp theo nào. Bạn con vịt. Bạn con gà. Trứng gà. Trứng gà. Chính xác, trứng gà. Tiếp theo là xà lách, chính xác. Đúng không? Rồi tiếp theo ăn cơm sườn. À, ăn cơm sườn mà cái trái đỏ đỏ nhưng mà cái này size nhỏ hơn. Cà chua bi. Quá tuyệt vời. Như vậy là 3 đáp án hợp lệ. Chúc mừng anh Tuấn. Đây là những món nguyên vật liệu phụ cần thiết cho món ăn của mình. Thiếu món nào, Ngọc Ánh đền món đó. Phần đền như thế nào? Xin mời quý vị bước vào trận chiến ẩm thực thực sự của chúng tôi. Đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ sẽ là không gian của cuộc chiến ẩm thực của chúng tôi với khẩu vị ngôi sao. Chờ đón xem họ sẽ vượt qua được phần chinh phục khẩu vị ngôi sao với phần đền bù thiệt hại của Ngọc Ánh. Nhưng trước tiên chúng ta hãy đến với từng món ăn trước đã. Với Hoàng Nguyên, với những món nguyên vật liệu bạn đang có sẵn như là nước dừa, xả thì chắc chắn bạn đã biết nhiệm vụ của mình rồi đúng không nào? Em sẽ làm món ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa. Yeah. Ốc len xào dừa, bây giờ mình đang thiếu cái gì nè? Hiện tại em thiếu sữa tươi. Bạn muốn có muốn sữa tươi không? Dạ có. Ra ngoài chợ mua. Nó không còn thời gian nữa. Mình đã bị giam ở đây rồi. Vô nhà của Hoàng rapper là không vô cũng ra ra. Nên để có phần sữa tươi phải nhờ đến sự tiếp sức của Ngọc Ánh. Chờ đợi nha. Còn với bạn anh Tuấn, với những món nguyên vật liệu đó, bạn đặt tên món ăn là gì? Dạ, nó là xà lách trộn thịt bò. Bạn quyết định là xà lách trộn thịt bò. Nó sẽ hợp lý cho tất cả sự kết hợp đó. Nhưng bạn đang thiếu món gì nè? Thiếu rau mầm, thiếu khoai tây. Bây giờ nhà Hoàng rapper đầy đủ hết những món đó, nhưng để có được thì Ngọc Ánh phải vượt qua được thử thách này để đền bù thiệt hại dành cho hai bạn. Dạ. Trong thời gian này hai bạn hãy sơ chế món ăn của mình đi nào. Còn đây Ngọc Ánh, thử thách dành cho bạn như sau. Ghê chưa? Cái gì vòng tròn quyền lực. Đây chính là vòng tròn quyền năng
của Natra để lại sau 18.000 năm. Anh ơi, em là ca sĩ diễn viên, em không có biết làm xiếc, anh đừng có đốt cái dòng này sao mắt em nhào qua giống như là xiếc thú vậy đó. Ôi, em thông minh ghê luôn, đoán được ý của anh luôn á. Thôi em không có làm được đâu anh, lời chỉ đền cho em. Cái dòng này biết sao không? Lắc dòng cho nó dòng nghe nó gọn. À, ý anh cho em mập phải không? Cho nên có thể em lắc dòng cho em thon gọn hơn như vậy. Trước khi ăn mình vận động xíu, đốt cháy calo đầy đủ năng lượng để nạp thêm năng lượng đó mà. Rồi ok, được chơi luôn. Nhưng lắc mà trong dòng. Thời gian lắc phải hát chưa hết câu mà bị rớt giọng là phải hát lại. Chuẩn bị nè, 2, 3, bắt đầu. Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết đến chồng tìm mọi người. Hay quá, chữ người rớt luôn, hay quá xuất. Hết chữ người là rớt hết chưa? Hết câu, hợp lệ. Tưởng đâu em hát bài, ồ sao bé không lắc chứ. Như vậy, Ngọc Ánh xuất sắc, dễ thương, vượt qua được thử thách này. Đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ hết tất cả những nguyên phụ liệu mà cả hai bạn đang cần. Chúc mừng Hoàng Nguyên và chúc mừng anh Tuấn, các bạn đã đầy đủ những vũ khí lợi hại trong tay của mình. Hãy chế tạo ra một siêu phẩm đi nào. Thành phẩm cũng đã sẵn sàng rồi. Rất nhanh. Bây giờ xin mời hai bạn hãy tận tay đem về bàn của mình đi nào. Đã có sẵn bánh mì ở phần bàn trang trí của Hoàng Nguyên. Wow, một tô salad thịt bò rất là đẹp mắt. Hai món ăn này rất là dễ ăn. Một món thì thiên về châu Âu một tí nhưng mà rất có lợi về làn da. Một món là những người con gái rất là thích, ốc len xào dừa. Và bây giờ không biết là Ngọc Ánh, bạn muốn trải nghiệm với món ăn nào đầu tiên? Em muốn thử salad trước đi. Rồi em thử trước nha. Bò, rau salad, thêm miếng khoai tây nào. Ngon lắm, ngon thiệt ngon. Ăn mà đừng quên nhận xét nha. Chăm chú và chuyên môn quá rồi. Nhưng tại ngon quá, giờ phải ăn thử nhiều nhiều mới biết được chứ. Phải cảm nhận như thế nào? Em thấy là thịt bò thì đã đem đến gia vị đủ. Nhưng mà có một khoai tây thì em thấy là nó hơi sống một chút. Ủa sao luộc không kỹ hay sao? Tại phần dầu giấm thì nó có vẻ là hơi thiếu đường. Khi mà em làm món này ấy, là em có cái ý của nó là cái thịt bò là em sẽ ướp cho nó rất là ngọt. Nhưng mà còn phần salad thì em lại để nó có một độ chua nhất định. Dạ, tại vì khi mà mình phải ăn đủ tất cả các miếng vào thì nó sẽ thành một cái vị hoàn chỉnh. Thì đó là cái chung ý của em như thế. Thì ra là như vậy. Khoai tây sống thiệt em ơi. Em nhận xét đúng về khoai tây rồi. Để đảm bảo được sự công bằng, chúng ta sẽ cho khẩu vị của em trở về trạng thái số 0. Dạ. Để cảm nhận món ăn nông nàn này đến từ bạn Hoàng Nguyên. Cái ốc len xào dừa này nước sốt rất là quan trọng. Thành công của món ăn là nằm ở nước sốt đấy. Thơm quá em ơi, xuất sắc luôn á. Sao vậy, sao vậy? Muốn thử, nôn nóng quá. Trời ơi, để em thử nước đi. Món ngu anh luôn á, đúng ngu luôn á. Cái bao ta từ đâu rồi? À, em xin lỗi, em lấy hết cả hai. Nhường cái đi. Biết sao, tại bởi vì ham ăn quá không biết suy nghĩ phải không? Ốc len xào dừa luôn luôn là cái món mà em luôn mà kêu, mà khi mà em mỗi lần mà em đi ăn ốc. Nhưng mà thực ra thì đối với em thì cái khẩu vị nó hơi bị mặn. Mặn hả? Dạ. Mặn đâu? Món này mà chấm bánh mì là tuyệt vời luôn á. Em thì em muốn là cái nước sốt nó phải bớt đặc hơn một chút. Ủa vậy bớt đặc hả? Em thích lỏng hơn hả? Dạ anh thì tại vì em có thể là có thể là tại vì em thích hút nước. Em thích ăn cái nước này nè. Đó này hơi ít nước ha. Dạ đúng rồi, nó hơi bị, có thể là vì vậy nó hơi bị ít nước và nó hơi bị mặn. Sẽ đối với em như vậy. Bạn đã đếm được hai món ăn rồi, bây giờ sẽ là giây phút quan trọng. Trời ơi, rất giờ là khó. Giờ em phải làm sao cho ăn đây? Thôi thì bây giờ bánh mì ốc len hay xà lách? Trời ơi, anh hát vậy nữa làm sao em chọn được ối. Thôi bây giờ cho em nói hay là nói đôi lời với hai bạn trước đi. Đầu tiên là chị rất là cảm ơn tình cảm của hai bạn dành cho chị. Món ăn vừa rồi thật ra chị nhận xét như vậy thôi, nhưng mà đối với chị nó đều là những cái món ăn rất là ngon, rất là đẹp mắt. Và quan trọng hơn hết là tình cảm của hai em dành cho chị. Cái đó là cái điều mà chị cảm ơn nhiều nhất. Nhưng mà
đây là một cuộc thi, cho nên thôi nếu như người thua cuộc cũng đừng có buồn chị. Không không không, coi như là mình về nhì. Đúng là rồi. Quân là cũng là thắng mà thắng giả quân. Đừng có đừng có buồn tại vì thực ra không ai thua chứ. Không ai thua chứ. Đúng đúng đúng, chính xác, cuộc này không ai thua hết. Người chiến thắng trong cuộc thi khẩu vị ngôi sao là Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên. Chúc mừng à, tốn luôn. Ta-da, phần thưởng đến rồi. Và Hoàng Nguyên, bạn coi như là đại diện cả nhà ngày hôm nay có được phần quà may mắn này. Chúc mừng nha. Cảm ơn chị, cảm ơn anh và chương trình rất nhiều. Cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn Hoàng Nguyên và cảm ơn Vũ Ngọc Ánh. Chúc các bạn năm mới tràn đầy những thành công rực rỡ và may mắn nhé. Và cũng mong tất cả quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào khung giờ 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và chúc mừng năm mới.